Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một clip mà mình sẽ quay trở về cái map Vikendi và đem đến cho anh em một trận đấu đùa cùng cả Tony Sama anh em nhá. Rồi, thì ngày hôm nay hai anh em có nhã hứng quay trở lại với map Vikendi. Thấy bảo đây là map, một trong những map tủ của Tony ngày xưa cày Chí Tôn cùng với cả YouTuber Hàn Quốc nào rồi mình quên mất tên rồi. Đấy, Midas. Thế là hôm nay mình với cả Tony Sama quay trở lại cái map. Quay trở lại cái map gọi là đầy tuyết này để bắn nhau cho nó đã anh em nhá. Để xem là map này liệu rằng thời điểm này nó còn nhiệt hay không. Đây, trên nhà mình có này. Hình như là lên nóc rồi hay sao ấy. À đúng, lại nhảy xuống rồi. Thế đây rồi, bạn ơi, đi đâu đấy, đi đâu? Vác xuống đi đâu? Indo này, cứ Indo là gạt anh em ạ, cũng không nói nhiều. Đây, còn tiếng chân ở phía trước nữa này. Gạt nhẹ cái đã, chạy đi đâu? Gọi đồng đội ra đây mà cứu đi. Nào, có ra cứu không? Cái thể loại đồng đội gì mà bạn mình bị nốc không thấy ra cứu anh em ạ. Đây 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 đây, tiếng chân đây rồi. Ôi giời ơi, thì ra chỉ là một con boss thôi anh em ạ. Riêng tầm này mà bắn rank nha anh em, gặp Indo các bạn cứ gạt cho mình. Bọn Indo nó chơi bẩn lắm đó, mọi người ạ. Nó thủ kinh vãi. Đây, nghe thấy tiếng chân nó rồi, nghe thấy tiếng chân nó rồi. Hình như nó ở bên trong nhà hay sao á. Ố, trên mái nhà. Ơ, láo. Ố, thêm tên nữa này. Ôi dồi ôi, thoát làm sao bởi ánh mắt gọi là cú vọ của Tuấn Đất Xe được. Trời ơi, tôi nhìn chuẩn lắm. Nghe thấy tiếng chân thôi. Hóa ra là thanh niên đang ở trên nóc nhà anh em ạ. Thịt luộc ngay. Nào, mấy thanh niên thủ gì mà thủ, ui vãi cả nồi ạ. Khiếp thế nhở. Ui cái nhà này khó cứu rồi, toàn thế nhở, hơi toàn anh em ạ. Chạy sang biết chạy được. Một pha bắn quá ngu người đến từ vị trí của Tuấn Xe. Mà mấy cái thằng này nó lút cục flare xong nó cứ đứng đấy nó thủ thôi anh em ạ, cay vãi nồi luôn đấy. Mình cấu máu như đúng rồi mà nó không sang. Rồi, đồng đội nó đẩy à? Ui, đẩy luôn hả? Ghê vậy. Ui, dã man chứ không vẻ là đùa đâu anh em. Ô. Từ từ anh em ơi, khu này bắt đầu đông rồi đấy. Đây, có tìm nó vòng ra đằng sau này. Đây, từ từ để mình vòng ra đằng sau đã. Góc này tù quá, phải có một người mở góc ra hoặc là phải nốc được một tên của cái team kia cơ thì may ra mới đẩy được anh em ạ. Thôi rồi, để mình chạy hẳn ra phía đằng sau xong mình quay về mình lấy con xe của mình, sau đó mình đẩy lên anh em nhá. Chứ tình hình này mà dễ có mà nốc được nó thì cũng không đẩy được, nó cam chuẩn lắm. Được rồi, thôi quyết định không nói nhiều nữa anh em ạ. Đi rồi, quay về lấy xe. Trong cái nhà này có xe không? Không có xe rồi, thế thì phải bắt buộc về lấy con xe trượt tuyết của mình thôi. Ok, để Tony nó đứng ở đấy nó câu kéo, mình sẽ vòng hẳn lên trên đồi móc ngược lại anh em nhé. Chạy phải cẩn thận anh em ạ. Anh em vừa thấy pha mình sấy như thế mà nó đơm quả M24 ngay đầu mình là anh em biết là đội này cũng thuộc dạng gọi là trâu bò chứ không phải là người đâu. Trâu bò này. Ê, từ nãy giờ toàn sấy như vậy luôn đấy anh em, toàn sấy kiểu đấy thôi mà không chết anh em ạ. À, ảo thật. Đâu rồi con xe mình vứt đâu ấy? Đây rồi. Thôi rồi các bạn ơi, ai ui rồi khiếp thật đấy ma. Nhìn quả nó táp này. Táp không mất máu, không mất giáp, mà mất nửa máu anh em ạ. Không biết là bắn vào đâu. Ta
giáp cái gì, súng gì mà bắn bắn không trúng giáp không trúng mũ mà lại mất nửa máu nhở? Ảo vai trưởng. Để yên, chết tội cũng phải đơm được team này anh em ạ. Đây đây, đi sâu sâu hơn một chút xíu nữa, xong rồi đánh đánh lái quay lại nhá. Đây, các bạn tới số với tôi rồi. Mấy tên địch này chán sống à? Không, cứ phải từ từ đẩy múc thẳng lên đấy. Ui chạy kìa. Ô, bọn này như kiểu nó biết mình ấy. Mình lên cái là nó chạy ngay. Một nấp. Kìa, thanh niên đang nhảy. Ô, vai cả nồi cờ lia y gì vậy? Mẹ. Ô, quay lại em ơi. Chạy đi đâu con sâu. Ôi dồi ôi, đạn dính như keo con chó anh em ạ. À, trời ơi, anh em tới pha sấy MG3 đẳng cấp không? Đi luôn nhá. Má dính ơi là dính luôn đấy. Trời ơi, thanh niên có mỗi khẩu MP5 ạ. Thanh niên thuộc dạng gọi là con nhà nghèo rồi. Thôi, đi tiếp. Cục thính ở đây, không biết là có người nào ra thính loot không nhỉ? Này, thính đẹp vãi nồi. À, thính loot rồi, thính loot rồi. Thôi đi ơi. Ừ, cái khu Volnova này là một trong những khu mà mình khá là thích bắn luôn đấy mọi người. Bắn trong khu Volnova này vui vãi nổi luôn đấy. Cái gì? Để mà nhà thờ. Ô, có tiếng chân rồi đấy. Ô, có tiếng chân này. Vãi nổi ạ. Hai thằng, ba thằng gì? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Trên nhà này có đấy. Ôi dồi ôi, thanh niên ngáo ngờ anh em ơi. Ngáo ngờ với chúng tôi này. Đây, nghe thấy tiếng rồi, nghe thấy tiếng rồi. Đang lên trước nhá, xong anh kè nhá. Ôi dồi ôi, nó đã bom kìa. Rồi. Ôi dồi ôi, thôi xong. Ôi, đừng gạt bạn này, đừng gạt. Thôi ra đây, thôi. Má, cái cửa sổ nó còn bị lỗi rồi anh em. Ui, bom nó đáp kìa. Má, bom nó đáp lẩy đi lẩy lại luôn đấy. Còn một tên nữa ở phía dưới anh em ơi. Tiếng chân ở phía dưới này. Rồi. Ô, vác. Nó vác người. Xuống luôn. Nào, còn một tên nữa. Ô, bên trái có. Ô, bên phải em có. Ủa cái gì vậy? Ủa? Bị lỗi sao ấy? Tiếng bị lỗi rồi. Vãi nồi ạ. À, làm mình cứ tưởng có người vãi cả nỗi lỗi tiếng chân ạ. À, trái đi. À rồi, thấy rồi. Dã luôn. Rồi ôi, vòng xe đâm thẳng xuyên thủng cầm MG rồi. Lại, ôi, mấy thanh niên này bị điếc anh em ạ. À, tiếng xe rồi tiếng súng mà cứ quay lưng vào mình là sao? Why? Vẫn còn tiếng chân. Vậy là chỗ này hai team đang bắn nhau rồi. Ô, ba team à? Cái team này là clear rồi này. Còn... Ui. Có tiếng chân. Vãi nồi. Đây, nghe rồi. Nghe rồi. Ui dồi ôi, anh em nhìn quả. Nghe tiếng chân sấy xuyên sờ mốc. Vãi nồi ạ. Xứng đáng bàn 20 năm anh em ơi. Quả này phải ban 20 năm thì mới dừa lòng anh em ạ. Cẩn thận. Xử lý mấy thằng gần đã. Ở dưới thì tính sau. Vội gì. Watch out. Nào cẩn thận. Mẹ, có thằng vào áp của em rồi. Ô kìa. Thôi rồi, lại một mình chống lại mafia rồi. Đứng thế kia thì nó cho. Thế thì mình phải giết mấy thanh niên ở hòn đá trước rồi anh em ạ. Này, lửa này, đó. Thêm cháy nữa này. Tỉnh chưa. Ui, thanh niên bị cháy kìa. Ui giời ơi. Thanh niên người Thái Lan anh em ạ. Thái Lan. Đẳng cấp đấy. Nhìn đểu này, ái già, một thanh niên ở cạnh hòn đá nữa. Ui, bung đầu luôn. Vai trưởng.
đi tít. Ui dồi ôi, đi con xe trông nó tởm này. Má, con xe này không thơm đâu. Đẩy vào nó sấy cho một tơn là nổ đó. Ờ, dừng ở đây là hợp lý này. Rồi. Ui dồi ôi, mù hết cả mắt. Xin lỗi anh em nhá. Ui, nhìn quả sấy, nhìn quả táp G36C mà lòng đau như như thắt, mà nước mắt thì đầm đìa. Không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có một pha. Rồi, final rồi. Ô, thế là như nào đấy? Watch out. Trời ơi, bắn nhau chán chê. Ô, lại có tiếng súng. Ui. Ui, bên sông có người anh em ơi. Thôi. Ôi thôi. Bơi đi cho lành. Đây bắn tí nữa nó cam sông thì không khỏi. Khỏi qua luôn đấy chứ. Ôi, tốt nhất là em bơi. Ôi. Ui vãi nồi. Ôi, hình như thằng này chưa nhìn đến mình anh em ạ. Chưa nhìn thấy. Thế thì bạn chết, mình lên bờ trước bạn rồi. Mình lên bờ trước bạn rồi bạn ơi. Ui giời ơi, thanh niên bơi anh em ạ. Vãi rồi, thanh niên bơi nhưng không để ý, mình bơi ngay phía sau luôn. Ảo thật đấy. Đây, chỗ nhà xe còn có một tên nữa này. Cờ Indo anh em ạ. À, riêng cờ Indo không bao giờ tha thứ. Không bao giờ tha thứ cho cờ Indo. Chạy này. Ai già. Chạy gớm nhỉ. Thanh niên Indo ngáo ngơ. Chạy ra giữa đường luôn. Đây rồi, có xe luôn. Công luôn. Chắc là bắn ở trên khu nhà chứ gì. Đây, từ lôi ra tôi. Mark the location. Tôi lấy ít đạn đã. À, hòn đá đấy cũng có à. Mình lại cứ tưởng khu nhà cơ. Hòn đá đấy thì chịu rồi, góc mình mù tịt, chả nhìn thấy cái quần què gì cả. Ai, đủ đạn rồi. Ui dồi ôi, giàu thế này. Ôi, xin là xin vĩnh biệt cụ. Thay xong khẩu MG là tôi công luôn anh em ạ. Hay. Đó, đúng rồi. Riêng bọn Indo là cứ phải M24 vào đầu thì chúng nó mới sợ anh em ạ. Cứ M24 mà vã thôi. Nào, lên xe. Let's go. Nhanh, không bọn nó cứu lại nhau giờ. Bọn Indo nó giải người xa lắm. Mà không hiểu sao nhá, nó giải người xa nhưng mà mỗi lần mà đồng đội nó đông ấy, nó cứu nhanh vãi trưởng luôn anh em ạ. Ôi dồi ôi, có cuộc đại chiến đây ôi. Hình như nó... Đấy, đang định nói là nó ở cửa bên phía chỗ Tony. Thò ra đây. À, chạy ra ngoài à. Chạy đâu. Sát nhà hay là viền tường đây. Chỉ cần xác định nhầm một cái thôi là cụ đi luôn đấy anh em ạ. Đi luôn đấy. Ngồi im thì không ngồi. Kìa. Ơ kìa. Không gạt à. Lao thẳng lên nó giờ kìa. Lao thẳng lên. Trời ơi. Đồng đội nó ở đấy thì nó ở đấy chứ ở đâu nữa mà. Không ở đấy thì mình cũng phi vào mình trách đằng nào mà chả trong bo. Trời ơi. Ngại ngần cái gì. Vô nhà trách luôn. Mình mạnh, mình có quyền. Nào. Úi dồi ôi. Tất cả mình. Úi dồi ôi, thanh niên đang ngồi ở phía dưới anh em ạ. Vai trưởng. Hú hồn con trồn. May mà còn nguyên đấy. Victory. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip này của mình. Và các bạn nếu mà thấy hay, thích những cái clip mà mình bắn ở những cái map giống như kiểu Vikendi, sa mạc, Edengo, rồi nọ kia các thứ, mình sẽ đa dạng chơi ở nhiều map hơn để cho các bạn xem đỡ bị nhàm chán nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Tuấn AC. Bye bye.